Rồi, xin chào các bạn. Bữa nay mình ăn xà lách thì mình cũng y như cũ, mình ghé cái tiệm mình hay mua đó. Mình ghé mình thấy có hộp xà lách ngon quá, họ mới làm đem ra luôn. Rồi mình mua thêm một cái bánh. Bánh này ở trong là đậu đỏ, ăn thử coi nó ngon không. Thì bữa nay một chút nữa là Tiết sẽ trả phòng và bắt đầu mình sẽ ra bệnh viện mình cắt chỉ mắt, và sau đó mình sẽ đi ra thẳng sân bay luôn, là mình sẽ bay về Boston. Rồi, xin phép mình phải ngụy trang như vậy nha các bạn. Tại vì mắt của Tiết cũng còn sưng nữa nè, các bạn thấy không? Nó còn những cái vết bầm nè. Đó, một chút nữa mình sẽ vào bệnh viện và bác sĩ cắt chỉ cho mình. Rồi bắt đầu mình mới rửa mặt này kia được. Hổm rồi là cả tuần nay mình không có dùng đụng nước vào mắt ha. Và ăn uống mình ăn nói chung là cũng không có ăn tùm lum. Nói chung là nguyên một tuần nay là Tiết ở trong phòng không luôn á, Tiết ít đi ra ngoài lắm. Nên á, Tiết bị lộn giờ. Giống như là tại mình ở trong phòng, xong rồi Tiết coi cái camera ở bên Mỹ. Thì mình coi giờ bên Mỹ, xong rồi mình không có để ý giờ bên hiện tại. Đâm ra cái Tiết buồn ngủ, giờ nào là Tiết ngủ giờ đó. Ngủ dậy xong rồi coi như trong phòng đi lòng vòng, xong rồi ăn chút đỉnh, rồi uống thuốc, cứ vậy đó. Đâm ra cái giờ giấc Tiết nó lộn cùng phèo trơn luôn. Hầu như luôn, một tuần nay á là từ 12 giờ đêm ở bên Hàn là Tiết thức cho tới sáng luôn, Tiết không có ngủ. Còn ban ngày là Tiết ngủ không. Đó, để Tiết ngủ theo giờ bên Mỹ hay gì á. Rồi xong đâm ra khi mà mình thức tới sáng á là mình cứ 5-6 giờ là mình cứ canh mình và mình đi kiếm mua đồ ăn. Mà mình cứ tật mình cứ nghĩ là ở ngoài ồ giờ chắc ở ngoài mở cửa rồi nữa. Cứ ban đi không à, rốt cuộc có khi đi mới có 6 sáng là đi ra ngoài đâu ai mở cửa cái quành chứ vô. Đợi chứ trở ra lại. Giống như bữa nay là ra tới ngoài đó luôn mới coi đồng hồ là mới có 6:40 à. Mà 7 giờ người ta mới mở cửa. Đâm ra Tiết mới được canh đúng 7 giờ Tiết vô Tiết mua được hộp xà lách. Tính thật mua mấy thêm mấy cái bánh ngọt á để mình lên máy bay mình ăn. Rồi rốt cuộc sớm quá người ta đâu có đem gì đâu. Mà đợi nữa thì Tiết không muốn đợi nữa nên Tiết đi về luôn. Đó, rồi ghé tiệm nước, không có tiệm nào mở cửa hết trơn, phải vô luôn. Thiệt là lộn giờ, tại vì ở trong đây hầu như là một tuần nay Tiết ở đây là Tiết ngủ không mà Tiết không có đi đâu. Có hôm qua là đi hôm kia chứ, đi với lại bé Trinh đi vòng thành phố. Rồi xong rồi đó. Rồi. Thì sẵn đây mình chia sẻ cái cảm nhận của mình á. Tại vì cũng rất là nhiều anh chị hỏi Tiết là làm hết tổng cộng bao nhiêu tiền, rồi cảm nhận như thế nào. Thì nói thật nha, mình thấy là hồi lúc mà khi mà Tiết quyết định Tiết đi qua Hàn một mình, bé Thanh book vé, bé Thanh book khách sạn này kia đầy đủ hết luôn, là có cô bé thông dịch cho mình luôn, là mình cũng yên tâm. Thật sự mà nói luôn là gần đó trước khoảng mấy ngày á, là Tiết tự nhiên Tiết không có muốn đi, Tiết sợ. Tiết nói trời, tự nhiên một thân một mình đi qua bên một cái quốc gia khác, không biết tiếng, không biết một cái gì hết, lỡ có chuyện gì không biết sao luôn á. Tự nhiên thì với lại một phần nữa là hồi nào giờ chưa bao giờ Tiết đi một mình mà đi xa như vậy. Cái tự nhiên đổi ý tính không muốn đi, mà thấy trời giờ mua gần Tết cận đích tới nơi mà tự nhiên đổi ý. Nên thôi kệ, nhắm mắt đi đại. Đó, thì đi qua bên Hàn trên chặng đường đi thì cũng không có gì. Tại vì trên phi trường thì họ nói tiếng Anh không, thì cái đó là cũng không có sao. Đi vô hàng cũng dễ dàng, tại mình cũng không có đem cái gì coi như bất hợp pháp. Nhưng mà nó cũng kiểm tra nó cũng dễ dàng. Rồi qua bên đây thì đi làm mắt. Làm mắt thì vào bệnh viện á, họ rất là tận tình. Họ chăm sóc này kia rất là kỹ lưỡng tận tình. Và có cô bé thông dịch lúc nào cũng kè kè bên mình. Rồi sau đó thì cô bé đi về. Đó, đi về nhà thì mình qua khách sạn mình ở. Mình ăn uống thì mình giống như mình thèm cái gì á, ví dụ mình muốn ăn món gì á thì mình nói bé Trinh. Bé Trinh sẽ đặt cái người á, người ta sẽ giao tới cái phòng của mình luôn, ngay cửa mình luôn. Thì hầu như Tiết không có ăn cái gì á, Tiết chỉ mua ba cái đồ ăn to go ngay tự Tiết tự đi lựa thôi. Và hầu như là bé Trinh mua cho Tiết, hầu như mỗi ngày luôn là bé Trinh mua cho Tiết nước thơm nè, với trái cây. Đó, hai cái đó là cái Tiết cần đem tới cửa để mình uống cho cái mình bớt bầm á. Rồi đó, cứ một tuần ngủ không vậy đó. Thì nói chung mình thấy cũng khí hậu bên đây nó giống như khí hậu bên Mỹ. Nó mát mát, lạnh. Đường xá thì lớn, xe hơi nhiều. Mà theo Tiết nhận cảm nhận nha,
Lần đầu tiên mình đi Hàn, mình cảm nhận là cái quốc gia Hàn á, nó giống như mình thấy là hơi phân nửa, giống như là hơi phân nửa giống nước Mỹ và hơi phân nửa giống Việt Nam. Là tại vì giống Mỹ là tại vì đường xá rất là lớn, xe hơi nhiều, rồi rồi những cái tòa nhà nói chung là cái phong cách rất là giống Mỹ. Còn giống Việt Nam là đây là có những cái nơi bán đồ lề đường ha, rồi người dân đứng ăn ở ngoài đường rất là bình dân, và họ những cái tiệm bán nho nho nhỏ, tiệm thuốc tây, tiệm tạp hóa, tiệm này tiệm kia bán nho nhỏ, rồi trong hẻm xóm những cái nhà hàng mà những cái quán ăn nho nhỏ người ta bán á, rồi há nhìn mà cái cách người ta ngồi ăn rồi cái rất là bình dân, rất là giống Việt Nam. Nên mình nói thành cái quốc gia Hàn Quốc á, nửa theo cái cảm nhận á, là nửa Mỹ nửa Việt Nam đó. Rồi còn về cái phần mà mình phẫu thuật giá bao nhiêu thì ở lúc mà tiết vào bệnh viện á, tiết tiết tính khi mình bước vào bệnh viện thì sẽ có một người tư vấn cho mình. Thì cái cô tư vấn á, cũng nhìn cái mặt của Tiết, cô mới nói cô cần làm này 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 này, xong rồi mỗi một món mình cần làm á, cô sẽ ghi ra bao nhiêu giá tiền. Và sau đó cô, người ta không có ép mình làm, mà người ta cảm thấy được cái độ tuổi của mình, người ta rờ cái da mặt của mình thì người ta nghĩ bạn nên cần làm này, nếu mà mình muốn làm thì mình làm, chứ người ta không có ép. Thì lúc đó Tiết mới mắt của Tiết là cắt ở bên Việt Nam bị không phải là bị, mình cho là bị hư đi, nhưng mà coi như là cái da một bên nó thì nó bình đẹp bình thường, một bên thì nó bị hai mí giống như là bị trùng da, rồi cái lằn thì nó nhức lên cái nó nhìn nó cái mắt mình nó cũng sụp xuống vậy nè, nhìn nó buồn á đó. Đó nên Tiến mới muốn đi, chủ yếu của Tiến là cắt mắt. Và sau đó cái này là mình chia sẻ thận tình luôn, nên mình biết cũng rất là nhiều cơ không mình trái chiều, nên mà Tiết vẫn chia sẻ là tại vì mình muốn đem tới những cái điều mà mình đã trải nghiệm cho những chị anh chị nào mà muốn quan cần quan tâm đó. Sau lúc đó cô ấy rờ cái da mình, cô mới nói là cái mặt của cô á là cứ hút mỡ đó. Thì con bé thông dịch nó dịch lại cho mình vậy, hút mỡ. Thì khi mà mình hút cái mỡ mặt của mình á thì cái da mình nó sẽ bị dư. Có những người nha, giống như mấy bé còn trẻ cũng phải hút, nếu cần cũng phải hút mỡ mặt, nhưng mà không có cần phải kéo cái da lên, là tại vì bé còn trẻ, cái da bé chưa có bị sạm. Còn Tiết á, là Tiết 40 rồi, nên khi mà mình hút mỡ á, thì cái da mình nó sẽ bị sạm, mà Tiết đang có cái dấu hiệu giống như là gọi là tuổi già đã tới vậy đó. Với lại cái rãnh cười của mình nó bị sâu xuống vậy nè. Xong cái cô mới nói hút mỡ xong thì cổ sẽ dùng một cái loại mà giống như mình kéo cái da mình lên, mà loại rất rất là nhẹ luôn, không phải dành cho những người lớn tuổi, mà mình phải cắt cái miếng da mà mình kéo lên, không phải cái đó nha, cái đó là quá nặng. Tiết chỉ là đưa một cái kim vô và kéo lên nhẹ thôi. Thì cô kéo mình ở đâu, ngay chỗ này, ngay lỗ tai Tiết là có cái đường may rất là bự phía trong lần tóc á đó. Rồi cô hút mỡ dưới càm, cô hút mỡ mặt nè, rồi hút mỡ đùi nữa, có dấu hiệu có hai hai lỗ kim bên đùi nữa. Và xong đó cô mới tiêm vào cái trán của Tiết, cái mỡ của mình luôn, cổ tiêm vào trán Tiết cho cái trán Tiết nó bớt nhăn nè. Xong rồi người ta cắt luôn cho Tiết cái bọng mắt mà bị quầng thâm á, quầng thâm mắt á, giống mình kiểu như mình cũng tối mình hay thức khuya đó, mình quầng thâm mắt. Xong người ta cắt xong rồi người ta tiêm mỡ vào đó để cho cái đó nó hồng hào lên đó. Thì tổng cộng cái combo Tiết làm đợt này á là mắt, hút mỡ mặt, căng da mặt mà loại căng nhẹ thôi, và tiêm mỡ vào mặt, mà mình chỉ tiêm một lần, đúng ra mình phải tiêm hai lần mà cách nhau phải 2 tháng, thì Tiết đâu thế nào mà Tiết hoành lại 2 tháng Tiết tiêm, nên Tiết chỉ tiêm có một lần đó. Thì tổng cộng cái chi phí là 14.000 mấy trăm đô, 14.000 mấy trăm đô á đó. Và sau đó thì họ cũng hỏi mình mình muốn trả tiền tiền Hàn hay là tiền thẻ hay là tiền Mỹ, nói chung có nhiều cách trả lắm đó. Thì cái phần đó thì Tiết giao cho bé Trinh giải quyết giùm Tiết đó. Thì tổng cộng quy ra tiền đô là 14.000 mấy trăm đô ha. Còn cái tiền khách sạn mà Tiết ở á, thì không nhớ, thì cái này Tiết nghĩ cũng có mắc, tại Tiết 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 chết nhát lắm, nên Tiết dặn với Thanh là book cái chỗ nào mà đông dân nè,
trong đó phải ở, phải có nhiều người nha, đừng có ở mình tao tao sợ ma lắm đó. Năm nay Bến Thành nó book cái chỗ này giống như gọi là Airbnb chứ không phải là khách sạn nữa, Airbnb nhỏ nhắn gọn gàng sạch sẽ, và ra có nước nóng nè, có bếp, có microwave, có đầy đủ hết mọi thứ cho mình, để mà mình muốn nấu cũng có đồ nấu, mình muốn hâm cũng có đồ hâm. Và kế bên là phòng ở, có người đi ra đi vô vậy đó. Đó là mình tối mình ngủ mình không có sợ một cái gì hết trơn á. Rồi và sau đó nữa là khi mà mình ở trong bệnh viện ra đó, họ đưa cho mình một cái tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó đó họ liệt kê là họ đã phẫu thuật gì trên cái khuôn mặt của mình, để mà khi mà tiết qua cái hải quan của Mỹ á, người ta khi mà người ta trình cái passport, người ta sẽ nhìn cái mặt mình nhìn trình cái passport, thì lúc đó cái mặt tiết nó giống như nó cũng còn sưng á, thì đương nhiên là người ta sẽ nhìn nó mới ra, nên nó phải có tờ giấy đó trong bệnh viện đưa cho mình luôn, tự động người ta đưa chứ tí đâu biết đâu, tự động ta đưa và người ta dặn như vậy luôn là mình sẽ đưa tờ giấy đó để cho mình đi qua dễ dàng. Rồi thì vô bệnh viện làm, bệnh viện cũng rất là lớn và làm cũng nhanh, họ gây mê tiếc luôn đó. Rồi xong rồi đi về liền trong ngày luôn, trong vòng 1-2 tiếng là tí đi về luôn chứ không có phải nằm lại gì hết, tại mình đâu có làm gì nhiều đâu, cắt con mắt là chủ yếu thôi. Đây là hết tất cả những cái trải nghiệm của mình. Ồ, và một tin vui nữa đây là cái này collagen, tiết cân lại hết thì mình còn dư ký, nên mình đã mua thêm tổng cộng là 7 hộp collagen loại nước, cái chai uống vậy nè, 7 hộp. Thì anh chị nào mà muốn gia đình tiết chia lại thì nhắn với bé Thanh, bé Thanh nó sẽ báo giá cho mọi người ha. Thì một hộp nó nặng dữ lắm luôn, một hộp rất là nặng, mà trong đây một hộp hình như tiết thấy đề là hình như 30 chai hay sao ấy, là mình uống được một tháng á. 30 chai nặng lắm, bằng nước mà đó. Đó. Rồi được 7 hộp nha anh chị, nhanh nhanh tay lên. Rồi một chút nữa mình sẽ ra sân bay, và khi tới sân bay trình rồi mình sẽ coi lại để coi người ta xét mình như thế nào ha, rồi mình sẽ chia sẻ tiếp tục. Rồi bye bye. Rồi chào các bạn, hiện tại mình đang ở sân bay Hàn Quốc. Thì mình đã qua hết mấy cái phần quan trọng là mấy cái khâu xét đồ, rồi kiểm tra người này kia xong xuôi, chắc mấy cái hành lý xong xuôi hết. Thì trước mắt mình là, trời ơi, mình nhìn là mình phải ngừng lại để mình quay phim liền. Đây là toàn bộ những tất cả các loại mỹ phẩm đó. Thì bên Mỹ cũng có bán, nhưng mà mình vẫn thích, khi mình thấy mấy cái này mình vẫn thích quay. Đó, quá đẹp luôn, đầy đủ thứ hiệu hết luôn, cái gì cũng có hết. Rồi, quá đẹp, quá đẹp. Bây giờ mình sẽ vào đây mình tìm mấy cái chai dầu thơm mà bé Thanh nhờ mình mua. Đó, tại mình mua ở đây là mình sẽ được miễn phí thuế nha. Đó, nên mình tìm mấy chai dầu thơm. Đẹp quá. Rồi, mình tới đây tìm cái dầu thơm của bé Thanh nhưng mà họ không có. Em ấy sẽ buồn 5 phút. Rồi mình đi vô đây là mình giống như là lạc vô mê hồng trận rồi các bạn ơi. Mình bữa mình qua bên hàng á, mình vô tiệm mỹ phẩm mình cũng mua hết một mớ rồi. Bây giờ mình tới đây, mình nhìn là mình chịu không nổi nữa.
mua nhiều đến nỗi mà tiếc ai mình xài không hết luôn á. Wow, xì xì rồi nha, quá đẹp, quá xá là đẹp luôn. Mình ghé hết một tiệm rồi mà mình đã tốn hết gần 300 đồng tiền mỹ phẩm nữa. Nhưng mà mình mê mấy cái tiệm bên đây nữa lắm mà mình không có dám vô. Nên thôi, mình đi luôn. Sân bay Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Mình phải ngồi chờ tới 4 tiếng nữa mới bay lần nha các bạn. Tại chuyến bay của mình nó bị delay nữa rồi. Nên mình có rất là nhiều thời gian đi dạo. Mắt kiến, ôi giời ơi, quẹo tiếp tục. Bữa mình đi Việt Nam á, lúc đó đầu óc mình không có được bình thường á, đi rồi xách đồ mà lũng cũng sao mà lúc cuộc cái mất nguyên cái túi luôn, trong đó có cái mắt kiến. Trời ơi, cái này bà Trúc Linh bà thấy chắc bà khoái dữ lắm luôn đây. Ôi sao mà đẹp thế. Cưng quá trời cưng luôn á. Đây là mấy anh nào mà lấy vợ bên Việt Nam mà đi ngang mấy cái phi trường này lắm đó, mua mấy con gấu bông rồi về cho mấy ẻm là khoái lắm luôn á. Trời ơi dễ thương quá à. Rồi đây là mắt kiến, tất cả các hiệu luôn. Quá trời, cho các bạn thấy nó đẹp chưa. Và đây là tiệm bán rượu nha. Rồi mình sẽ lẹn một vòng luôn, mình coi trong đây có rượu như thế nào. Thì tất cả những đồ ở đây mình mua ở đây là mình sẽ không có bị đóng thuế đó. Mình thấy mình địa mấy cái hiệu rượu mình hay uống khi mà mình có tiệc, để mình coi có mấy cái loại mình hay uống không, có mình sẽ mua về. Có Hennessy ha. Hennessy thì không cần. 25% off luôn đó ta. Wow. Đó, cái chai này nè. Đó, hai cái chai này nè, bên Mỹ rất là hiếm. Đã chưa? Wow. Chưa bao giờ mình thấy cái chai rượu nào bự như vậy luôn. Uống cho mấy. Mình tính mua cái chai rượu đó rồi nha các bạn, nhưng mà tí suy nghĩ lại là tí không có mua, là tại vì bây giờ các bạn nhìn mình, đồ của mình nó lũ khủng vậy nè. Đó mình xách lên máy bay đó, rồi thì mình mới mua thêm một cái hộp kẹo cho Mr. Bưởi nữa nè. Đó bây giờ mình mua thêm chai rượu nữa là nó quá cồng kềnh, là mình không biết để chỗ nào luôn á, nên mình không có mua, mình rất là tiếc, tại vì tiền hàng của tí còn cũng nhiều lắm. Mà thôi kệ, để đi rồi có dịp qua hàng mình chơi tiếp thôi. Cái này không biết bông thiệt hay bông giả nha, mà đẹp lắm luôn. Để mình rờ thử coi. Ôi bông thiệt. Ồ, đẹp dữ vậy ta. Wow. Phi trường của hàng phải gọi là quá là đẹp luôn các bạn, sự luôn á. Nào giờ mình ít đi chơi lắm, mình đi du lịch lắm. Năm ra mình nghe đồn rồi, nhưng mà mình cũng không có biết là đẹp dữ vậy.
trong lúc chờ đợi 4 tiếng thì mình cũng có hơi đói bụng nên mình ghé vào đây mình mua thịt gà nha các bạn. Nhưng mà đây là đồ ăn của người Hàn á, họ bán đó, họ bán tôm, mực, chiên, đủ thứ hết. Rồi gà, nhưng mà mình chọn gà nha. Đó, cái này là tôm nè, còn cái này là mực nè, còn kia là khoai lang ngọt. Rồi mình đang ở sân bay và Tiết xin bổ sung thêm cái phần mà tiền phòng Tiết ở và vé máy bay. Tại vì Tiết không có nhớ, Tiết mới hỏi mấy Thanh thì tiền vé máy bay á nha, là lúc Tiết mua thời gian đó đó là gần 1.800 cho cái chuyến đi này từ Mỹ qua Hàn, và mình ở cái chỗ mình ở là 7 ngày thì tiền phòng là 400 mấy đồng á, chưa tới 450 đó. Thì đó là hết tổng cộng cái tất cả các chi phí mà mình đi cho cái chuyến đi này. Kết thúc chuyến đi, Tiết video này là Tiết muốn chia sẻ với mọi người là nếu mà chị nào muốn mà thẩm mỹ về khuôn mặt á, là Hàn đứng số 1 trên tất cả các nước nói về thẩm mỹ về khuôn mặt nha. Và mình qua đây mình ở mình rất là an toàn, người dân họ rất là dễ thương và đặc biệt là rất rất là an toàn. Mình có thể đi ra ngoài ban đêm, giống như là mình đi mình không có sợ này nọ. Lúc đầu Tiết cũng sợ lắm, nhưng mà bé thông dịch đó, bé nói là chị đừng có lo, bên này rất là an toàn. Rồi nói chung là rất là yên tâm, một cái quốc gia rất là văn minh lịch sự. Nên mình ủng hộ cho chị nào muốn đi Hàn, nếu mà phải đi một mình giống như Tiết thì hãy cứ mạnh dạn mà đi ha. Nếu mà mình có cơ hội mà mình muốn làm đẹp. Rồi, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người coi video của Tiết ha. Rồi đây là mắt của mình đã mới vừa cắt chỉ ra. Đó thì nó cũng còn hơi sưng chút xíu ha các bạn. Nè, con mắt bên đây nè nó còn sưng á. Đó, là con mắt đây là con mắt mà hồi kỳ bị người ta cắt bị hư á, là con mắt này nè. Nên giờ bác sĩ họ chỉnh lại cho mình. Thì bây giờ nó cũng còn hơi cao hơn bên này chút xíu, nhưng mà tại vì nó còn sưng nên bác sĩ nói khi nào mà nó hết sưng á, nè, nó hết sưng á là hả, nó sẽ đều lại với bên kia. Đó, các bạn nhìn thấy không, con mắt cái tiếng nhắm đúng không, đó nó còn sưng thấy không. Đó. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Bây giờ mình chỉ chờ chuyến bay và mình sẽ về nhà của mình.